không có tới gần thấy không? Thế giới này chỉ có hạt mình thôi. Còn cái gì vậy? Chị nói được cắt được cái có rồi mình có hai rồi còn cái gì riêng rồi sự hoành tráng, cái tinh thần chung của hạt cao lãnh của chúng ta. Sau đây tôi xin thông qua cái chương trình của cái buổi họp mặt của chúng ta hôm nay. Chương trình cũng như hàng năm thôi. Có hai cha sẽ thuyết trình cho chia sẻ cho chúng ta về đề tài liên quan tới hội đồng mục vụ giáo xứ. Sau hai bài chia sẻ thứ nhất là cha Tiến sẽ chia sẻ cho ta nghỉ giải lao, sau đó cái bài chia sẻ thứ hai là cha Hoàng Nicola Chính Giang sẽ chia sẻ bài thứ hai, sau đó chúng ta nghỉ, và tiếp theo là cái sự chia sẻ hoạt động của hội đồng mục vụ các giáo xứ cũng như sinh hoạt của các giáo xứ tuần tự tiếp theo. Cuối cùng là tôi sẽ đúc kết lại cái gì chúng ta cùng chia sẻ. Các anh chị em cũng biết là tôi là một ông cơ sở chịu chức già, tương đối già nhất, 40 mấy tuổi mới chịu chức. Và trong khoảng thời gian mà đi giúp xứ, với tư cách là một thầy giúp xứ, đồng thời là một kẻ phiêu bạt từ Cờ Đỏ trải qua hết trên cái vùng này, những cái khu vực ở đây, như trước đây có ở Đầm Chim, rồi sau đó vào trong Thanh Tâm,
rồi sau đó đưa lên Thường Phước, rồi trở về Trà Ư, và dừng bước giang hồ ở Bãi Chào, chịu chức vào năm 2001. Rồi cho đến thời điểm này là duy nhất chỉ một tình yêu thôi, tức là 15 năm linh mục ở tại duy nhất một hòa đạo, đó là hòa đạo Thăng Long. Nên những cái bài này ở đây trước tiên xin được kính chính, xin được lưu ý tất cả anh chị em, đây là những tích lũy kinh nghiệm chứ không phải là lấy từ sách vở. Và vì thế khi kinh nghiệm thì có nghĩa là kinh nghiệm nó có những bước thực tế, trong cái thực tế đó nó có thể là có những va chạm, có thể là những điều tế nhị, có thể là có những điều mà anh chị em sẽ thấy khó mà đề cập tới. Nhưng ở đây tôi cứ nói ra để mục đích là chúng ta như một ánh đèn soi để chúng ta sáng trí, chúng ta hiểu không? Còn cái chuyện mà mình phục vụ được tới mức nào trong hoàn cảnh thực tế nó còn tùy rất là nhiều điều. Và cái đề mục hôm nay là tôi lấy cái điểm tránh, đó là sự tương quan của hội đồng. Mà trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta có câu trình tự ở đây cách rất là tóm tắt. Tương quan của hội đồng mục vụ chứ biết đâu chưa, thì cái điều này một chút xíu nữa cái bài thuyết trình của cha Hoàng sẽ đi vào nội tâm của anh chị em. Bởi vì chúng ta chỉ có thể phục vụ với một cái tâm tình hạnh phúc, với một cái tâm tình hết lòng nếu mà chúng ta có một cái chiều sâu đạo đức. Nếu mà chúng ta phục vụ mà không có chiều sâu đạo đức thì thật ra chúng ta khó, bởi vì chúng ta không hy sinh được, chúng ta không cảm nhận được. Chúng ta phục vụ có khi nhiều khi chỉ cho cơ sở, cho bản thân mình, mà chúng ta không nghĩ rằng cái giáo hội là trên hết. Và nhờ đó mà cho chính nhờ cái chiều sâu đạo đức đó mà chúng ta có thể hy sinh nhiều nhịn. Đó là cái điểm thứ nhất. Cho nên là thì cái phần nói với Chúa đó, thì chúng ta thấy là đời sống nội tâm là cái quan trọng. Rồi gương tốt, việc cầu nguyện, thì chút xíu nữa cha Nicola và cơ sở tiếng Văn sẽ trình bày một chuyện thêm. Và điều thứ hai là tương quan của hội đồng mục vụ đối với cha sở và cấp trên. Cấp trên ở đây có thể anh chị em hiểu là có thể là cha phó, có thể là quý vị hay một nhân vật nào đó mà cha sở sử dụng có tính cách và liên đới với ngài nhiều hơn thì chúng ta tạm gọi là cấp trên. Nhưng mà cha sở là cái tương quan lớn nhất. Trước tiên tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em là vấn đề phục dân phục. Khi nói đến hội đồng mục vụ thì chúng ta phải hiểu ngay đến một vấn đề là chúng ta làm việc với cha sở và làm việc với tinh thần dân phục. Cái điều này thì không thể là ông kia không anh kia không thể nào khác được, là bởi vì cha sở là người chịu trách nhiệm. Tuy tôi đây tôi có mở mặt, cha sở là người quyết định cuối cùng. Chính vì thế chúng ta không thể là bất mãn được, bởi vì ngài là tư tế giảng dạy lãnh đạo. Rồi điểm thứ hai nữa, cha sở chịu trách nhiệm về giáo xứ đối với tình trên của mình, chứ không phải là chúng ta, chứ không phải là ban mục vụ chúng ta. Cho nên có nhiều khi chúng ta đòi hỏi cái này, chúng ta đòi cái kia, chúng ta phải nói cha sở cái này cái nọ, mà cha sở không chịu, cha sở quyết định theo ý của ngài thì chúng ta phải chịu thôi. Bởi vì nếu cái quyết định của cha sở có thất bại, không thành công thì cha sở chịu trách nhiệm đối với mình. Thế thì điểm chúng ta rất là vui vẻ khi chúng ta dân phục ngài, làm những cái rất tinh thần dân phục. Điểm thứ hai đó là ý kiến xây dựng. Tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em là dân phục và ý kiến hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Ý kiến không có nghĩa là không dân phục. Ý kiến có nghĩa là chúng ta có quyền nói lên điều đó. Thì chúng ta đây chúng ta thấy ý kiến là quyền và bổn phận của mọi người khi thấy vấn đề có thể tốt hơn. Bởi vì chúng ta thấy vấn đề có thể tốt hơn cho nên chúng ta mới có thể đưa ra ý kiến. Rồi từ cái điểm này tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị em là phân biệt dân phục và nịnh hót. Chúng ta dân phục cha sở chứ không phải là chúng ta vuốt ve ngài, không phải là nịnh hót theo ngài, cái gì cũng khét nét bên ngài để được chức cao quyền trọng, để được ưu tiên cái này cái nọ, không phải. Cho nên dân phục có nghĩa là chúng ta dân phục những điều thật đúng, và những điều gì mà chúng ta thấy không đúng theo quan điểm của chúng ta mà có thể quan điểm cho sở khác
thì chúng ta nhai đi con, già thơm vô rồi mà còn vẫn ngậm đó, nhai đi con, cái này nó mới nhai, nhai hoài, nuốt đi con, lúc này nó mới nuốt. Có nghĩa là nhất từ chút chờ đợi biểu từ chút mà không có quyền quyết định, không tự sáng tạo một điều gì. Cái điều đó chúng ta thấy nó không phải là nhân phục. Cái điều đó là nó chúng ta có thể nói chúng ta một cách nào đó là phụ động, bù nhìn. Nhân phục có nghĩa là chúng ta biết sáng tạo làm những điều theo ý kiến cơ sở và chúng ta nói lên những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi cái điều thứ hai, một vài điều thứ này nói lướt qua với chị em thôi, là ý kiến là để làm việc tốt hơn chứ không phải là ý kiến để khoe mình tốt. Trong những cái cuộc họp mặt thường có những cái ý kiến mà nếu chúng ta nhìn thấy cái ý kiến của người đó thì người ta mở đầu cái ý kiến đó bằng cách khoe mình chứ. Tôi thành công thế này, tôi thành công thế nọ. Còn cái ý kiến của mục đích ý kiến là làm cho cái công việc chung nó tốt hơn chứ phải bản thân mình. Mà nếu mình đưa ra cái bản thân mình như vậy thì nếu có một ý nghĩa nào đó thì cũng có ý nghĩa là cái kinh nghiệm muốn chuyển giao lại thôi. Chính vì thế chúng ta dễ bị lầm lẫn cái chuyện đó. Rất là nhiều người ý kiến lên là đưa ý kiến lên lại ý kiến là cứ nói kể những cái thành công của mình không, mà không có nói lên một cái điều cần thiết, mục đích của ý kiến là công việc chung. Rồi có một số, khi chúng ta làm việc có một số vấn đề chúng ta cần phải phân biệt. Chẳng hạn như mềm mỏng và nhu nhược. Chúng ta nói cái chuyện đó luôn mềm mỏng lắm, cái chuyện đó uyển chuyển lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta mềm mỏng mà chúng ta thấy để chúng ta làm đẹp hơn, mà chúng ta thấy chưa chắc thì chúng ta làm được, bởi vì còn cái lập trường cơ sở nữa. Mà như giáo đầu cái miếng ấy thì tôi nói lên xem là cha sở luôn quyết định mọi cách, và chúng ta có thể làm những gì tốt đẹp nhất để giúp cho cơ sở làm tốt nhất hơn. Có những điều mà chúng ta sở dĩ mà tôi nói lên những điều này là tại vì có thể có những điều mà anh em chưa thấy hoặc thấy rồi mà chưa thấy lên được, vì một cái gì đó thì hy vọng một vài tư tưởng này sẽ giúp anh em có được một cái tấm lòng cao thượng, can đảm. Điều mà quan trọng nhất để chúng ta nhắm tới vượt hết tất cả trở ngại là chúng ta vì giáo hội, vì Chúa và đồng hành với cha sở. Còn phương pháp, phương cách, sự tương giao là tùy theo sự công hoan của chúng ta. Xin cảm ơn cha hạt trưởng đã tạo điều kiện cho con gặp anh em. Xin cảm ơn tất cả các anh em. Cảm ơn. Xong như 4 tỷ mua xe rồi dạy dòng lịch sử của giáo hội Việt Nam mà nói nhanh thôi. Bởi vì tôi viên rất là nhiều, nhưng mà cái những kiến thức đó thì của các anh em có thể là lục lại sau này đọc lại những điểm mấu chốt. Thì của các anh em thấy cái trang đầu tiên đó về cái thời kỳ phôi thai của giáo hội Việt Nam, mà xuất phát từ năm 1533 cho đến năm 1590, giai đoạn đầu tiên của giáo hội Việt Nam chúng ta. Thì lúc đó của bác anh em biết đó, năm 533 thì là trước 30 năm công đồng Trento của giáo hội. Tôi sẽ nhắc một chút, bởi vì công đồng Trento đó là tôi nhớ rất là rõ là 1563 do giáo hoàng Gregorio thứ 7 ngày triệu tập công đồng. Và của bác anh em biết đó, từ công đồng đó mà linh mục không có gia đình ngày hôm nay. Trước đó là các linh mục đều có gia đình hết, mà từ cộng đồng Trento đó là có cái luật rõ ràng linh mục không được phép lập gia đình cho đến ngày hôm nay. Thì thời kỳ đó có một cái giáo sĩ đầu tiên đi sang Việt Nam chúng ta đó là ông Inigo. Người ta nói ông này là dòng tên, dòng Francisco, dòng Đa Minh đủ thứ chuyện, nhưng mà cuối cùng tất cả những nhà sử gia không có khẳng định ông ta là thuộc dòng nào.
Trời đến một câu nét này dạy cho lý cho cô Phật Chúa gửi tội Thánh Maria, tức là cô Chúa Mai Hoàng Chí Thành, trong lịch sử ba ngày hai. Và Mai Hoàng khuyên tất cả người, nhiều người, rất nhiều người theo đạo tổ chức nhiều cuộc từ thiện, làm tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và làm bề trên cho đến chết. À, của ba ngày tiếp cái thời kỳ đầu đó, nó chỉ sơ sơ một chút. Sau cái số hai La Mã đó, thì sau đó thì vào năm 1586, cái cuộc giao tranh giữa Diên Thành và Chúa Nguyễn Quảng Nam, ở Quảng Nam, thì bắt được hai nhà truyền giáo trong cuộc giao tranh đó. Thì lúc đó hai vị truyền giáo này là hai cái đại đồng thuộc đồng Đa Minh, và khi được bắt làm tù binh thì hai ngày vẫn vào trong tù, rồi giảng đạo. Khi bị phát hiện là những tu sĩ truyền đạo thì các ngài bị tử hình, là hai vị linh mục đầu tiên gần đó, đó là hai vị tử đạo tiên khởi trong cái hội Việt Nam chúng ta ngoài. Rồi có bác anh chị em đến cái trang thứ hai đó, bởi vì con nói vắn tắt thôi những cái điểm mấu rất quan trọng thôi. Cái công trình công cụ truyền giáo của các đại đồng Đa Minh tại Bắc Hà, đặc biệt là cha Đại Sư Đà Rông, thì trong lịch sử giáo hội Việt Nam của anh em nghe rất là nhiều về cha Đại Sư Đà Rông. Ngày vào Việt Nam chúng ta năm 1625 cho đến năm 1645, trong thời gian đó ngài đi lên xuống miền Bắc và miền Nam rao giảng, và ngài lập gọi là cái nhà Đức Chúa Trời và tiền thứ nhất cho giáo hội Việt Nam. Máu tử đạo chảy nhiều nhất trong thời kỳ này có linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lụ ở Mỹ Tho, và ở Biên Hòa thì có 401 người bị thiêu sinh cái thần tử đức. Năm 1884, tử đức băng hà, triều đình rối ren phải ký hòa ước nhận quyền bảo hộ của Pháp năm 1884. Năm 1884, phong trào Thần Vương và Văn Thân nổi dậy đánh phá các làng có đạo, có lẽ tàn bạo hơn trước vì không phải chỉ có nhà cầm quyền bắt đạo, nhưng cả lương dân hiệp lực với phong trào chống Pháp. Vì không đánh được Pháp nên quay sang giết hại người Công giáo, mà họ cho rằng chắc chắn của anh chị em đi cho tiếng nói, anh chị em cũng anh chị em cộng tác vào hoạt động giáo xứ cũng anh chị không được gì đâu, còn tốn thời giờ bỏ công việc làm những cái thậm chí đi điều này việc kia hùng tiền đi đó mà đi được gì đâu. Và đó là sự ruồng bỏ, và đó là sự tử đạo của các anh chị em ngày nay, chứ không gì xa lạ. Và nếu như tôi và có bác anh chị em, những người hoạt động giáo xứ này, chúng ta dám xét tính như cái thánh tử đạo chúng ta, bổn mạng chúng ta ngày xưa, giá trị tinh thần, hạnh phúc nước trời, sự sống vĩnh cửu là những phẩm giá cao nhất. Nếu tôi và có bác anh chị em xét tính được cái điều đó mạnh mẽ như thế, thì sự hy sinh của bác anh chị em ngày hôm nay rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Chúng ta cố gắng cộng tác. Trọng kính cha hạt trưởng và quý cha, kính thưa quý ban mục vụ các giáo xứ,
Hôm nay, ngày bổn mạng ban mục vụ giáo xứ Tân Hạ Cao Lãnh, con xin đại diện giáo xứ Nguyễn Lâm xin báo cáo về đời sống đạo và sự sinh hoạt của giáo xứ trong một năm qua. Chúng tôi cha hạt nữ, quý gia và anh em, giáo xứ chúng con có 612 giáo viên, được chia làm 5 khu. Hội đồng mục vụ giáo xứ có 12, 10, 15 và 20. Quý cha cùng ông bà cô bác chị em trong phòng phòng các giáo sứ bạn, thì tôi xin nói ngắn gọn thôi, thì giáo sứ con cũng như là giáo sứ các giáo sứ khác thôi là có hai cái mặt thuận lợi và giới hạn. Cái thuận lợi thì là hiện tại giờ là chúng con có được thân hạnh là có cái dòng người pháp thái của sơ, thì cái sơ làm công tác pháp thái và kêu gọi số anh chị em đối xứ công tác với sơ thì cũng hay. Và cạnh đó thì lớp tình thương thì là Mr. cũng hoạt động từ 8 giờ và có một số anh chị em đối xứ công tác dạy cái lớp tình thương đó. Và về vấn đề mặt đạo thì chúng con cũng đã tổ chức tập và kinh không những là tháng đẹp không mà còn quanh năm, tức là mỗi dịp là chúng ta tổ chức cái đó thành công là người thứ hai chúng có mình có sinh hoạt đó, mà cái đó là khó khăn. Con cần để cho con một sinh hoạt đạo thì thôi, thì những thuận lợi chúng ta có được là các tiếp theo khó khăn khắc phục cách nào đó có thể, cái đó cũng không nằm trong cái phương diện của ai tập tay của mình có sức. Chia sẻ để giáo sứ Nguyễn An trong cái hoàn cảnh như thế chúng ta cầu nguyện sáu tâm thần thật. Xin mời giáo sứ cầu nguyện với đó là giáo sứ Nguyễn Nhĩ. Kính thưa cha hạt trưởng, kính thưa quý cha, kính thưa quý anh em hội đồng mục vụ giáo xứ bạn, tôi xin chia sẻ một xíu về giáo xứ Tân Hồ Trung. Giáo xứ Tân Hồ Trung thì nó rất là nhỏ, mà ở vùng sâu vùng xa thì cái trình độ dân trí của người dân cũng rất là thấp, giáo lý cũng rất là yếu. Như cha sở về hơn 8 tháng thì đồng mục vụ cũ cũng có động tác cha sở là để trong mình thánh chúa xong cũng như gia đình khó khăn thì cũng cha sở tìm kiếm được một số anh em gặp lại một giáo xứ mới là mới vừa rồi đây được mời anh em là cái đội mai táng được 16 thì được rồi cha sở xong rồi cha hành tử xuống ra mắt. Qua cái quá trình cha về thì cái lộ đang làm đường đi cũng dơ khó khăn, cái di chuyển đi tới luôn rất khó, mà cha sở đi con đường cũng khó khăn đi đến từ luôn, thành ra là cái công việc là không khó, mà qua tìm kiếm vấn đề thì đã con cũng đã hỗ trợ cho cha sở tìm kiếm được là hai hộ đã bỏ đạo 20 năm, bây giờ ta trở lại ta cũng dễ hơn từ trong năm vừa qua cũng rất là lâu, từ trên một đến ba tất cả các em. Và trong năm vừa qua cũng được người gia nhập đạo ở tổ 6, bước đại hội từ bước 4 đến 2. Việc xây dựng của giáo xứ thì cha sở cũng được lo sửa lại cuộc thấm và đơn giản trung tâm đại học. Và đó ca trung kiên, nhà xứ cũng được mới cách tạm hoàn thành. Đạo đức còn kém, cuộc sống cũng còn rất là khó khăn. Đức cha cũng là một tổng thống của chúng con. Hội đồng giáo xứ, đó là một cái cha trưởng, kính thưa quý cha, kính thưa quý hội đồng mục vụ của các giáo xứ. Sau đây là phần báo cáo hoạt động của hội đồng mục vụ giáo xứ thành phố Cao Lãnh
về tổng quan số lượng giáo dân của giáo xứ khoảng 1.434 người. Giáo xứ được chia làm 5 khu giáo phường 1, khu giáo phường 2, khu giáo phường 3, khu giáo phường 4 và phường 6 và khu giáo phường Mỹ Phú. Mỗi khu giáo đều có một thành viên của hội đồng một viện giáo xứ làm trưởng khu. Về những thuận lợi và khó khăn, một thuận lợi được sự phân tâm định hướng vô cùng sâu sắc của quý gia giáo xứ. Đại đa số các thành viên trong hội đồng một viện đều năng nổ nhiệt tình với công việc của giáo xứ, được giáo dân trong giáo xứ tín nhiệm. Các thành viên trong hội đồng giáo xứ được phân công nhiệm vụ đúng với năng lực sở trường và hoàn cảnh của mình, tinh thần đoàn kết nội bộ cao. Về khó khăn, công việc mưu sinh trong cuộc sống đời thường của các thành viên trong hội đồng một viện giáo xứ rất đa dạng. Người thì làm công nhật, người thì mua bán, người thì giới chức, người là giáo viên, vì thế ít có tiếng nói chung về thời gian và thời lượng cho tất cả các công việc. Giáo dân sống riêng lẻ, rải rác trên khắp địa bàn thành phố, không sống tập trung theo từng xóm đạo, vì vậy phần nào ảnh hưởng đến việc thông báo, kêu gọi cũng như thăm hỏi, cầu lễ, tập trung lần gửi mang cho các hội gia đình. Kính thưa cha trưởng, kính thưa quý cha, cùng ban mục vụ các giáo xứ Hạt Cao Lãnh, con xin thay mặt ban mục vụ giáo xứ Tân An xin chia sẻ những sinh hoạt của giáo xứ trong năm qua. Giáo xứ Tân An có khoảng 400 giáo dân và gần 100 hộ gia đình. Có khoảng 90% số hộ cư ngụ ở phần đất nhà thờ đã được cha sở cho phép đăng ký quyền sử dụng đất và đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về phụng vụ, giáo xứ thành lập được 3 hội đoàn: hội Caritas, hội Giô-ri-ô, hội Đức Mẹ Mong Tôi. Và mỗi tuần, hàng tuần thứ bảy và thứ tư đọc kinh ở đài Đức Mẹ và đài Thánh Giuse. Tối thứ hai hàng tuần thăm viếng mỗi gia đình, đọc kinh lần chuỗi Đức Mẹ. Tháng các đảnh cha sở dân lễ cho các đảnh linh hồn tại đất thánh, còn các tín hữu đọc kinh chung cầu nguyện cho các đảnh linh hồn từ ngày 1 đến ngày 8 tại đất thánh. Kính thưa cha trưởng, kính thưa quý cha, kính thưa quý hội đồng hữu giáo xứ, ông học ảnh, tôi xin đề nghị cho họ cho giáo xứ Hương Mỹ có đôi lời hạnh phúc của sinh hoạt hôm nay. Giáo xứ Hương Mỹ nhỏ bé chỉ có 227 giáo dân và 67 hộ. Giáo dân sống rải rác trên 4 xã, 1 cái phường, 2 cái huyện, 1 cái thành phố. Thế có nghĩa là không có giáo xứ nào kỳ cục như Hương Mỹ tôi hết. Giáo dân thì có nhiêu đó mà rải rác tùm lum ấy. Ở có Tân Nghĩa có, ở Thảo Lãnh có, ở Thanh Bình có, ở thành phố vẫn có. Rồi mỗi lần muốn tập hợp những giáo dân lại là có những cái gì khó khăn. Xin qua lãnh nhà thờ cũng có 16 hộ mà thôi. Còn mọi sinh hoạt của giáo xứ cũng bình thường, không có gì. Nhưng nhiều người thắc mắc hỏi tôi tại sao mà mình cũng có 3 người. Hiện giờ là có 3 người cốt trụ từ xưa tới nay. Mấy lần cơ sở có kêu gọi những anh em có khả năng có thể giúp cho vô ban mục vụ với chúng tôi, nhưng mà anh em trả lời cha làm cái gì ra đây mà con làm cái đấy, chứ con không muốn làm bị mình bỏ gì hết. Nhưng mà sự thật nói vậy, hôn một cái cha ra một cái thờ đã mình xuống làm công nhận một chuyện đó, nó đã là một ngày làm giờ tiếng hộ rồi sao đó, mình cứ đồng đoàn kết của những người nhỏ những nhỏ bé những thứ đó. Bốn ngàn tám đơn hàng năm, số tự khoảng trên 20, số sinh khoảng 80. Giáo trẻ đi làm ở xa nhiều, hôn nhân với người ngoại theo đạo khoảng 50%. Nhà thờ An Long Khánh Thần ngày 16 tháng 6 2016. Một số giáo dân những họ đạo lớn cận đều có đến dự, còn nợ lại 100 triệu đến bây giờ chưa trả hết. Thánh lễ cử hành ở từng lầu, từng trệt làm hội trường ở giữa và hai lớp học hai bên, chỉ mới trang bị ghế cho hội trường chưa ngăn phòng, có thể tiến hành trong năm 2017 nếu có tiền. Giáo điểm cả nổ khoảng 600 giáo dân để 8 giờ sáng chủ nhật, Phú Thành khoảng 450, chiều thứ bảy có lễ cho chủ nhật và 5 giờ chiều chủ nhật. Mỗi giáo điểm có 3 mục vụ riêng.
Năm mới tài chính còn eo hẹp, thiếu thốn, chưa có quyết định chương trình mới nào. Tới đây xin báo cáo. Kính thưa cha hạt trưởng, kính thưa quý cha, kính thưa quý anh chị em trong ban mục vụ các giáo xứ bạn. Con là Du Xe Ngô Văn Tuy, năm nay 63 tuổi, hiện là thành viên của ban mục vụ giáo xứ Thiền Phước. Con xin kính chào cha hạt trưởng, quý cha và toàn thể anh chị em trong ngày họp mặt hôm nay. Kính thưa quý cha, kính thưa anh chị em, con xin báo cáo sơ lược về tình hình hoạt động của giáo xứ Thiền Phước chúng con. Giáo xứ Thiền Phước chúng con nằm tại thị trấn Tràng Chi, huyện Tam Nông và có trách nhiệm với 4 xã lân cận, đó là Phú Cường, Phú Đức, Phú Thọ và Phú Đàn. Giáo xứ Thiền Phước chúng con nói đúng ra thì trong năm vừa qua cũng không có gì được rồi đó, có một số vấn đề chúng ta làm được trên năm vừa rồi chúng ta nói đó, thì giáo xứ thì cũng nói chung là vấn đề tài chính thì không có nguồn nào để thu, ân nhân hết, mà đặc biệt là con cũng rất là cảm ơn cha sở Thanh Long, cha sở Thanh Long tuy là ngài cũng có chút gì về vấn đề vật chất trên con đường nhưng mà về tinh thần ngài rất là quan tâm lo lắng. Thì thấy giáo xứ có nhiều cái thiếu thốn thì ngài sẽ quay những đoạn clip ngài sẽ đưa lên để cho mọi người thấy được để giúp đỡ giáo xứ con giống như năm vừa rồi. Thì ngài vô thấy có cái đường trăn trở đi qua cái địa thì còn cái gặp cái khó khăn đó thì ngài mà thôi thì ngài đưa một đoạn clip lên còn cho con ngài đỡ giáo xứ tập. Thì thật sự là cảm ơn cha nhiều lắm vì cha cũng có lời cùng với chúng con kể cũng không làm được rồi thành thực bắt ở cái cầu qua trong năm vừa rồi thì nói chung là làm được một số vấn đề, nhất là làm một cái cầu qua bên Đức Thánh và trang chỉnh là chỉnh trang lại Đức Thánh, xây tượng đài rồi làm các việc nói chung là cũng là tương đối hoàn chỉnh. Ở trang được có chỗ để làm lễ thường kỳ được rồi, đồng thời cũng trong giáo xứ cũng thành lập được một nhóm học trong một giáo xứ hay một tượng đài cho một cái cô giáo ở ngoài giáo xứ Thiền Phước. Cảm ơn tất cả các quý vị và mọi người giáo xứ và cũng còn nói đến về tương quan giữa cơ sở với lại các anh em trong ban phụ thì nó đúng là rất là tốt. Chúng con thường nó thì trong những cái lễ sinh nhật sau á thì cha con thường ngồi với nhau lại cùng tâm sự với nhau coi cũng như có những việc gì cần làm cũng như là anh và cơ sở cũng rất là khoáng đối với anh em trong đoàn rất có ngày cũng rất là chú ái thì yêu cầu mình cũng yêu cầu về cái gì đó thì ngày sẽ ok thôi không biết giờ ngày có khăn gì hết rồi sẽ tốt đó. Cảm ơn con thì báo như thế. Kính thưa cha trưởng, kính thưa quý cha cùng toàn thể anh chị em các ban nhiệm vụ giáo xứ các giáo xứ. Giáo xứ Hòa Bình, chúng con xin chia sẻ đôi điều về giáo xứ của chúng con. Trước tiên nói về vật chất, nhìn chung xét về cơ sở vật chất, thì giáo xứ chúng con còn thiếu thốn rất nhiều so với các giáo xứ khác. Về lĩnh vực đất đai của giáo xứ thì cũng chưa sự công nhận chủ quyền. Về đời sống đạo đức, tuy nhiên dù khó khăn nhiều, thiếu thốn về vật chất nói trên nhưng cũng bù lại đời sống đạo đức của bà con giáo dân có phần tốt sẵn hơn, đoàn kết hơn kể từ khi có sự hiện diện trực tiếp của cha sở. Cụ thể nếu hàng ngày giáo dân được tham dự lễ Misa và các ngày lễ động được cha sắp xếp trang nghiêm đầy đủ nghi thức, mỗi thứ năm đầu tháng có chầu thánh thể, mỗi buổi chiều trong các tháng kính nhớ như tháng 3 kính thánh Giuse, tháng 5 tháng 10 kính nhớ Đức Mẹ, tháng 6 kính thánh tâm Chúa Giêsu, tháng 11 kính nhớ tổ tiên ông bà. Mỗi chiều của những tháng trên có tổ chức làm chủ chung trong nhà thờ. Về công tác mục vụ, về
Vào thứ sáu đầu tháng hàng tháng, cha sở và các ông viện có đem mình thánh chúa cho các người bệnh và người lớn tuổi không đến được nhà thờ mà khao khát được nước chúa. Thank you.
Thôi con nghỉ tay đi, cái lên luôn con. Dạ. Đi đâu cho anh chụp hình cho. Hãy subscribe.